Bác, lô này em về được rất là nhiều dòng loa, đặc biệt là lô này có rất nhiều dòng Unkyo phục vụ anh em đưa trượng dòng loa Unkyo. Lô này về có cả D66 và D77. D77 đủ các đời, 77FRX, 77FX, 77FX25 mã. Đấy. Màu đen, màu vàng có đủ. Pioneer set 7000. Về lô này thùng đều rất là đẹp. Dòng này thì có rất là nhiều loa Unkyo. Đây các bác nhìn trên hình đây là rất là nhiều dòng Unkyo Pioneer vỏ vàng, vỏ đen. Đấy. Unkyo Victor Diatone. Chủ yếu là phục vụ anh em chơi theo phong trào. Bây giờ anh em chơi Unkyo rất là nhiều, những dòng Unkyo tép đôm hoặc những dòng Unkyo tép kèn. Đây ví dụ như dòng Unkyo tép kèn đấy. Đấy, tép đôm đây, to nhỏ đủ hết. Ngoài ra em còn rất là nhiều chưa bóc kịp. Đây làm một clip tổng để cho anh em nắm. Đấy. Còn rất là nhiều dòng khác để anh em có thể chọn lựa. Cái đôi loa vừa có thể nghe nhạc mà vừa có thể hát rất là hay. Anh em nào có nhu cầu thì alo 0983698887. Hoặc anh em có nhu cầu update những sản phẩm thì click vào cái nút đăng ký của kênh YouTube Thắng Audio.